Nhà phát triển dự án RioLand vừa tổ chức sự kiện khai trương căn hộ mẫu khu phức hợp MT Smart City, thu hút đông đảo khách hàng đến tham quan và trải nghiệm. Tại sự kiện, khách hàng được trải nghiệm không gian sống với hai loại căn hộ điển hình là 1+1 phòng ngủ và căn 3 phòng ngủ đôi khi. 100% căn hộ đều có ban công rộng rãi, view sông thoáng mát. Tất cả căn hộ được bàn giao nội thất hoàn thiện cao cấp với sàn gỗ, trang thiết bị từ các thương hiệu châu Âu hàng đầu, mang đến không gian sống tiện nghi dành cho cư dân với mức giá hợp lý, chỉ từ 36 triệu trên mét vuông. Dự án do công ty Điền Phúc Thành làm chủ đầu tư, đơn vị phát triển là RioLand và tổng thầu xây dựng là công ty Phước Thành. Với vị trí nằm tại các tuyến đường huyết mạch như Vành Đai 3, MT Smart City được giới chuyên gia và các gia đình trẻ lựa chọn làm nơi an cư tại trung tâm thành phố Thủ Đức.